Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi Nguyễn Minh Sinh sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu hai dòng sản phẩm bia lưu niệm của Rudan, đó là cây RB501R và HB601. Trong cái tầm giá khoảng từ 30 đến 40 thì hai cây này cây nào đáng mua nhất, và mình sẽ tư vấn cho các bạn cách chọn cây nào nó sẽ tốt hơn để giúp các bạn có thể trải nghiệm chơi bia lưu một cách ngon lành. Giờ mời các bạn theo mình nha. Điểm lưu ý thứ nhất đó là các bạn lưu ý về thương hiệu nhãn. Nếu như không gian của nhà mình không được rộng rãi như những cái nơi như nhà khác, mà người ta có thể bỏ vinyl cơ này, ghe này, thì mình sẽ bỏ vinyl điện. Ví dụ như một căn phòng khoảng chừng 20 m² và 25-40 m², bỏ vinyl điện rất là tuyệt vời, nó rất là hợp lý với không gian nhà mình. Cái kiểu dáng của nó như HB601, nó sẽ có kiểu dáng gọi là chia hai chân ra để tạo cảm giác giống như là cơ. Còn piano là V501R thì nó sẽ thiết kế giống như là 102, 302, nhưng mà đặc thù nó sẽ giống 302 nhiều hơn. Đó là dự án. Nếu các bạn nào thích cái sự cổ điển giống như piano cơ thì mình nên đầu tư HB601 là rất hợp lý. Và bây giờ là điều thứ hai, đó là công nghệ bàn phím. HB601 nó sử dụng công nghệ bàn phím PA50. Đây là công nghệ mới nhất của Rudan, thì các bạn có thể lên mạng và search tìm hiểu về PA50 là như thế nào. Còn riêng model RB501R thì nó sẽ sử dụng công nghệ bàn phím PA4 với âm thanh silver natural, cũng giống như là HB601. Nhưng mà đặc thù cho các bạn nha, âm thanh HB601 nó sẽ hơn RB501 rất là nhiều. Nó hơn chỗ nào? Thì thứ nhất đó là nguồn âm thanh của nó. Cái mức độ cảm tính phím, gọi là cái độ nhạy để chơi thì nó sẽ hơn là RB501R rất là nhiều. Cái thứ ba đó là đời của sản phẩm. Thằng RB501 nó là sản phẩm đã sản xuất năm 2016, thì HB601 nó là model mới nhất được sản xuất cuối năm 2017. Đánh giá cao của RB501 rất là nhiều, nhất là HB601. Nó ứng dụng rất là nhiều thứ trong đó, và bạn có thể hiệu chỉnh trực tiếp, cũng như là nó có thể tạo được băng tiếng. Các bạn có thể xem băng tiếng ở trên cây đàn luôn thông qua các tính chức năng. Cái thứ hai đó, nó có thể hiệu chỉnh được cái âm thanh của cây đàn, tức là một cây đàn ngang nếu mà mở nắp càng lớn thì cái âm thanh nó sẽ càng vang càng lớn rồi. Cây HB601 nó sẽ làm được điều đó. Và điều thứ tư các bạn cần lưu ý đó là cây RB501R nó là một cây piano like keyboard. Theo các bạn nghĩ đi, nếu mà nó là một cây piano like keyboard thì tiếng piano nó có hay không? Và nó có thuần chủng là piano để các bạn chơi và đặt piano không? Đó là một chuyện nha. Còn thằng HB601 nó là thuần piano, nhưng mà khi các bạn kết nối với piano partner 2 mà cũng đang hỗ trợ mình kết nối để hiệu chỉnh trực tiếp thông qua cái màn hình của điện thoại hoặc là iPad, những cái sản phẩm smartphone ấy, thì nó sẽ có chuyện dễ dàng là nó sẽ được tích và nó là có thể hiệu chỉnh được keyboard và trên HB601 luôn. Bây giờ mình hỏi các bạn, nếu như các bạn bỏ ra 35 triệu mua RB501R, nó vừa có điện vừa có tiếng piano, nó là sản phẩm nằm trong dòng RB thì lúc nào nó cũng là dòng thấp rồi, tức là cái chức năng nó là dòng dạng thấp rồi. Còn nếu các bạn bỏ ra 33.700.000 để mua cái HB601 được đánh giá là hàng trung cấp của Rudan, thì các bạn mua sản phẩm nào? Trong khi đó HB601 nó lại thêm một cái phần nữa, đó là nó có nói như thế bạn thứ hai thì nó sẽ là một cái keyboard luôn, rất là tiện lợi, nhưng mà nó là thuần piano. Do đó mình sẽ hướng các bạn mua HB601 ngon hơn RB501 rất là nhiều. Cái đời của HB là thời cận cao cấp, RB là dòng dưới của cao cấp, tức là dòng trung bình để mình chơi gọi là bán chuyên nghiệp đặt ở nhà. Còn HB là dòng cận cao cấp. Ngoài ra có cao cấp là RB. Rudan có dòng cây có 100 mét thì cũng có, nhưng các
các bạn để tham khảo nha. Cái này là ngoài lề một tí, cảm giác mình chơi rồi đi năm lớp 1 và HB sau lớp 1 nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất là âm thanh đó là RB 51 nó không bằng chắc chắn một điều, nhưng mà cái giá tiền bỏ ra lại cao hơn. Thì các bạn sẽ chọn sản phẩm nào? Riêng bản thân mình sẽ chọn HB 61 bởi vì nó rất là ngon. Tiếp theo đó là công nghệ cách cầu khiến nó là pha 50 nên mình chơi cái cảm giác rất là ok, cảm giác chơi rất là ngon lành. Thì các bạn cứ lựa chọn thoải mái thôi. Cái này sẽ đúng theo kiểu hướng là mình sẽ tư vấn các bạn để các bạn mua hàng, chứ không phải là mình tư vấn cho mình mua hàng. Nên các bạn cứ lấy cái quyền mình tham khảo và các bạn có thể lên mạng các bạn tham khảo. Nếu như các bạn đã quyết định mua HB 61 thì các bạn gọi ngay cái số điện thoại đây này. Đây nè, đây là số điện thoại của công ty mình. Thì mình sẽ tư vấn các bạn, mình sẽ giao hàng tới nhà các bạn, mình sẽ hỗ trợ kết nối Vino và ngân hàng. Nếu mà nó kết nối Bluetooth không được thì mình sẽ có cách khác kết nối cho các bạn làm được. Thì một phần nữa, nếu mà bạn ở trong Sài Gòn hoặc là các quận chính của Hồ Chí Minh thì mình sẽ giao hàng miễn phí, đóng giá miễn phí tới nhà của các bạn để hỗ trợ các bạn. Thì một phần nữa nha, nếu mà các bạn nào ở gần quận 8, đường 3146, Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 thì các bạn đăng ký học viên đây thì các bạn sẽ mua sản phẩm, các bạn được miễn phí giảm học phí và đăng ký học. Mình có học video, drum nè, keyboard, guitar nè, ukulele nè, thanh nhạc nè. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có những câu hỏi như thế nào thì các bạn cứ để dưới comment bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ trả lời cho các bạn tất cả những thắc mắc các bạn mà các bạn đã muốn tìm hiểu sản phẩm này. Ok, đường link mình để dưới nha. Các bạn có thể tham khảo đường link này để hai sản phẩm RB 51 và RB 61 của các bạn tham khảo. Rồi, chúc các bạn ngày vui vẻ. Bye bye.